tôi thấy nó phù hợp với cả cái hoàn cảnh xã hội, cuộc sống thực tế của người Việt Nam mình bây giờ. Và còn về khía cạnh về hình thức, ví dụ như là diễn viên đẹp, thời trang, ăn mặc thời trang thì là tôi cũng rất là thích. Diễn viên đẹp, trang phục đẹp và gần gũi với thực tế hơn. Lớp trẻ bây giờ là nó sẽ hiện đại hơn là như ngày xưa có cổ. Thế nếu mà mình nó cái gì giờ nó quay đến cái thực tế.